trước khi vào video chi tiết những con đẩy QC Mỹ này. QC thì nói đến những dòng QC thì ngon hơn tầm giá rất là nhiều. Và con này với phân khúc là hơn 6 triệu, đó là 6 triệu 700 đã bao gồm phí ship. Và mé thì bên em luôn tuyển kỹ lưỡng cho các bác, thứ nhất về nghi và trưng bày. Và đây là cái phụ kiện mà bên em tặng kèm để các bác sử dụng những con đẩy công suất xịn, mà là phải sử dụng dây xịn nha các bác. Đây là bộ dây ba lăng ra 6 ly hoặc là ba lăng đực cái. Dây là dây bãi xịn của Nhật, dây Canred. Bộ này thì em đang phân phối giá lỉ là 350 ngàn bao ship nha các bác. Đấy, đây là dây tặng kèm khi các bác mua những con đẩy bên em. Là lại những con đẩy Mỹ xịn QC, Crown, Seret, Audio, BY vân vân. Những con đẩy mà em phân phối cho các bác. Đây là model là 850. Em này chạy là 16 sò. Thì trước mắt các bác đó là ba con. Thì ba con đều đồng giá là 6 triệu 8 là bao ship và được tặng kèm một bộ dây trị giá là 350 ngàn. Đấy, khi các bác sử dụng đồ xịn thì dây nó phải xịn, thì đường tín hiệu cũng như là hệ thống âm thanh nó đạt tiêu chí là tiêu chuẩn là tốt nhất có thể nha các bác. Rồi, cái đây em bỏ qua nha. Bác nào lấy cái dây nào cũng được, ba lăng ra 6 ly hoặc là ba lăng ra ba lăng, thì em sẽ gửi kèm theo những cái sản phẩm mà các bác đã chốt. Thì là cấu hình con 850. Những con này là những con đời cao, nó sẽ chạy nguồn xuyến nha các bác. Nguồn xuyến và chạy là 16 sò, mỗi vế 8 con và mỗi vế là 2 tua lột nguồn. Đối với con 850 này, các bác chơi một cặp full 30 canh đét hoặc là đánh những con súp vân vân và ghép đối hoặc những con bot, hai cặp bot, ba cặp bot 301 series 3 hoặc là hai cặp bot 701. Các bác vừa nghe nhạc vừa karaoke. Tiếng của QC thì nó được mệnh danh là ngon, chất lượng hơn cái giá thành chúng ta bỏ ra rất là nhiều. Và anh em thường so sánh với nó với Crown thì nó ăn đứt Crown ở phân khúc giá nha các bác. Cái đó là cái đương nhiên rồi. Đây các bác, những cái sản phẩm mà em gửi đây sưu tầm cho các bác là phải cầu chì riêng đó nha, cầu chì sứ này. Đấy, cầu chì sứ hết nha các bác, chì sứ riêng riêng đó nha. Đấy, Mexico, đấy, nguồn xuyến nha. Đây là mạch tiền của em đó nha, hai volume phía trước. Giá là 6 triệu 800 ngàn. Bác nào mình là chốt thì alo cho em nha, giá là bao gồm phí ship nha, được tặng kèm một bộ dây. Thì phía sau của nó thì có rồi, những con này là hàng xuất ở thị trường châu Âu, Hàn Quốc vân vân, những thị trường mà sử dụng điện 230, 240 thì con này là điện 230 nha bác, rất là tiện mình chơi. Thì hầu như những con đẩy năm 2021 về thì toàn là hàng điện 230, 230 hết nha. Đường tín hiệu vào các bác 6 ly và 3 lăng nó có đủ nha. Và hai đường trạm loa luôn. Một trạm loa chuyên nghiệp 3 lăng này, một trạm loa bắp trước mõ chim. Do là dây đầu nguồn QC 850 USA. Những con này thì em vệ sinh hết rồi. Cái ưu điểm của em này là tiếng lực khỏe và hay, tiếng rất là sáng nha các bác, và lực tiếng ở ba dải, chơi gia đình rất là tuyệt vời. Nếu các bác chơi những cặp BMB Bass 25 thì các bác chơi được hai cặp, chỉ cần ghép một con vang 2-3 triệu nữa là các bác đã có một cái bộ dàn âm thanh karaoke rồi, nghe nhạc rồi. Và đây là dây nguồn của nó nha các bác, dây nguồn nha. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em nha. Em nào cũng đẹp keng hết nha, đều đã vệ sinh và thổi bụi hết rồi. Giá rất là tầm tiền để mình chơi gia đình, chỉ cần một con vang 2-3 triệu là ở phân khúc một bộ làm chưa tới 10 triệu nha các bác. Đấy, bác nào chốt thì cứ alo cho em chiến của hai số điện thoại trên nha. Em gửi hàng và giao hàng tận nơi cho tất cả các bác nha. Một con 400x và hai con 800x tiếp tục cập bến nha các bác. Đây là con 400x. Con này giá 8 triệu nha các bác. 400x chạy 16 sò Motorola cộng flash nha các bác. Con này 8 triệu nha. Những dòng BY thì đánh xuống tới 2 ôm nha các bác. Nhưng các bác chơi 2 3 cặp lo thoải mái. Con này là 700W nha. Còn BY 400X là 700W nha các bác, chơi gia đình, chơi boss như dòng lo full 30 vân vân. Đẹp xuất sắc luôn nha các bác.
8 triệu một con nha các bác, là 400 mic. Và đây là hai con 800 mic, 800 mic thì dòng cao 1300W nha các bác. Rất là mới nha, các bác có thể thấy độ mới của nó này. Hôm nay thì chạy 24 con, 20 con sắt và 4 con hỗ trợ. Đây các bác thấy độ mới, nguồn vàng này. 800 mic thì nó 11 triệu nha các bác. Em mới về thêm hai con trong sáng nay, cực đẹp luôn nha. Điều đồng giá là 11 triệu nha các bác. BYCS 800 mic phù hợp với các bác chơi full 40 đô lại nha. Những con BY thì nó được trang bị chơi xuống tới 2 ôm nên các bác chơi nhiều loa thì các bác lựa chọn những dòng BY này. 400 mic chơi 3 cặp boss này. Và 800 mic thì các bác vô tư rồi, 800 mic là dòng lớn 1300W nha. Rất là đẹp nha các bác. Đấy, bác còn lấy giày AV Monster thì các alo cho em nha. Đấy, các bác cứ lấy 2 bộ này, làm chip hay 4 bộ vân vân. 250 ngàn một bộ nha. Chỉnh sò, giá vừa túi tiền nữa. Dây dài 1 mét thôi nha các bác. Bác nào lấy thì cứ alo cho em Chiến qua 2 số điện thoại này nha. Cho em tên và địa chỉ thì em gửi hàng cho các bác thôi nha. Hoặc là nhắn tin tên địa chỉ cho em qua 2 số điện thoại này thì và sản lượng cũng như là lấy các bác lấy máy bộ thì bác gửi vào đó luôn. Hoặc là alo cho em ghi địa chỉ và tên thì em gửi hàng cho các bác nha.